Ông Vượng hiện sở hữu 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Đây là năm thứ 12 ông góp mặt trong danh sách này. Bà Thảo có tài sản 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 2,2 tỷ đô la Mỹ năm trước. Bà hiện giữ vai trò phó chủ tịch hội đồng quản trị HD Bank, chủ tịch hãng hàng không Vietjet Air. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng so với 1,8 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Ông hiện đứng thứ 1.286 trên thế giới. Ông Hồ Hùng Anh, lần thứ 6 góp mặt trong danh sách này, tài sản của ông năm nay là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Ông Trần Bá Dương được đưa vào danh sách tỷ phú từ năm 2018, hiện có khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,3 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Công ty ô tô Trường Hải Thaco do ông thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe buýt, xe tải thương hiệu Việt. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang xuất hiện trong danh sách năm thứ tư liên tiếp, tài sản của ông hiện là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Người giàu nhất hành tinh hiện là chủ tịch kiêm CEO LVMH Bernard Arnault với 233 tỷ đô la Mỹ, theo sau là CEO Tesla Elon Musk với 195 tỷ đô la Mỹ, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos 194 tỷ đô la Mỹ và ông chủ Meta Platform Mark Zuckerberg với 177 tỷ đô la Mỹ. Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 10 tháng 3.